Thương lắm đó. Thương nhiều không? Nhiều lắm chứ. Thì cho anh hôn em cái ha. Đây thiệt á nha. Ý dạ, nhục quá đi, anh kỳ quá à. Bây giờ anh với em sẽ cùng nhau hát bài hát này lên cho mọi người cùng nghe ha. Ok honey. Ờ, anh hát trước nè. Ờ, tới em nha. Được rồi. Một lần gặp em thì anh đã thấy là anh đã yêu em từ cái giây phút ấy. Từ giây phút đầu tiên khi anh chào làm quen, từ giây phút đầu tiên khi anh cười e thẹn, rồi lòng anh đảo điên, nhịp tim quay cuồng và em bỗng đến rồi tan đi nỗi buồn. Làm cho anh biết cuộc đời của anh sẽ không còn cô lẻ. Ngày đêm anh đã có em cùng chia sẻ chuyện vui chuyện buồn, những chuyện vui vẻ. Ngồi đây vui buồn mình kể nhau nghe. Anh yêu em nhiều nhé, yeah. Em yêu anh nhiều hơn. Và đôi ta sẽ có một bé trai, và đôi ta sẽ có một bé gái. Và đứa bé trai thì lại giống ba, rất đẹp trai và đa tài. Và đứa bé gái thì phải giống mẹ, luôn xí xỏ và sẵn sàng. Không về lý lên thì cũng hết chỗ chơi, người ta nhìn vào anh mà lại chẳng mê. Có người khen anh có vẻ đẹp con xinh, có người khen em có chân hiền dễ tính. Và tình của chúng mình sẽ là vĩnh cửu, chèn quanh đèn cũng sẽ giấc mộng thu. Anh đi làm là kiếm tiền nuôi vợ, em ở nhà là nuôi lớn nuôi con. Và đôi ta sẽ mãi mãi yêu nhau. Ờ, giờ thấy em đi bà xã à. Ủa, thấy em rồi hả? Ok, ông xã nghe rồi nha. Ông xã ơi, thương anh gây. Chuyện nhạc âm thanh đã làm trên tim em. Nghe tiếng anh cười được nghe lời anh nói. Anh nói hiền hòa với thương quá đi thôi. Em cứ nói, hai đứa tụi mình trong việc và tính đôi. Một người đẹp trai, một người đẹp gái, trong lâu dài hạnh phúc tới ngày sau. Nhưng mà nè, anh đã nói chỉ thương em thôi nhé. Anh đảm quản là em không có chuyện đâu. Về mép má em liền đó. Anh sợ chưa hả ông xã? Nhưng nói chưa thôi chứ em biết mà. Anh xã của em thương em lắm mà. Hôn em một cái đi nào anh yêu. Một cái bên phải nè, một cái bên trái nè. Hôn em rồi có thấy cây không anh? Con không anh? Nói nghe nè, em yêu lắm đó phải không anh? Em biết mà, con gái phải chịu thì con trai mới thương. Xã của em hảo ngọt và ham được, nhưng nó nghe nè, chỉ được đi một đường này thôi đó nhé. Anh đã hứa rất là nhiều lần rồi đó. Anh làm em buồn là em không có tha. Tới lúc đó mình hết dỗ rồi nha. Bài này của anh hát hay quá. Không hơi này cái nữa nè. Thôi đi chọc em hoài nha. Mất cỡ đó mặt rồi nè, không biết chịu đâu đó. À bài nè, bài này cứ mệt không con? Mệt gần chết luôn nè. Như có hình ở đây em không thấy mệt nữa. Xong rồi bây giờ mình đi nha em. Ủa, bây giờ mình đi đâu bây giờ hả anh? Thì đi cái đó đó. À, anh nói cái đó đó là cái gì vậy? Trời ơi, thì cái đó đó mà thôi này. Không được rồi ông xã ơi, em đã lỡ hẹn với con bạn của em tối nay tụi em đi rồi. Phải đâu mà xã à, ý anh là anh muốn cái đó đó. Ông xã à, không có được rồi. Sao vậy? Hôm nay em bị kẹt. Trời ơi, cái xú quá vậy nè. Thôi em đừng buồn nữa mà. Tối nay anh ôm em cho đỡ nhiều nha. Thế hả? Thì đàn quen vậy thôi bà xã à.